Xin chào mừng các bạn đến với sân vận động. Trọng tài đang chuẩn bị đưa ra hiệu lệnh sẽ bắt đầu thi đấu. Giờ thì chúng ta hãy hướng về sân bóng thôi, trận đấu sắp được bắt đầu rồi. Thật sự phải nói thì tôi nhìn thấy anh nhiều hơn cả nhìn thấy vợ mình cơ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Mặc dù trận đấu chưa được diễn ra, nhưng pháo sáng đã được đốt trên khán đài A của sân vận động. Điều đó đã cho thấy được sức nóng của trận đấu này. Và như vậy trận đấu đã bắt đầu. Đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái màn hình nhỏ của các bạn. Một đường chuyền bóng dài. Phillips, Llorente, Roberts. Saar. Schlich. Roberts. Đã có một pha phạm lỗi. Trọng tài đã không ngần ngại rút ra một chiếc thẻ vàng. Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Như vậy là lưới đã rung lên. Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Một cú dứt điểm rất tuyệt vời. Pha bóng thể hiện đẳng cấp rất cao của cầu thủ này. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Bàn thắng đã đến rất sớm khi mà các cổ động viên vẫn còn chưa ngồi ở chỗ. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. Cùng với những tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài là một tiết chuyển nhanh, biến ảo và vô cùng hấp dẫn đang được các cầu thủ hai bên thể hiện. Như vậy là cầu thủ này vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Roberts. Không được. Harrison. Tình huống nguy hiểm. Cơ hội dứt điểm. Vào rồi, như vậy là lưới đã rung lên. Cách biệt lúc này đã là 2 bàn rồi. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến. Bởi khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Khi mà mùa giải đã đi tới giai đoạn quyết liệt thì việc thiếu vắng một số những trụ cột sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định cho toàn đội. Việc huấn luyện viên sử dụng xoay tua một cách linh hoạt các cầu thủ dự bị sẽ có quyết định không nhỏ tới thành công của đội bóng. Tuấn Anh. Richie James. Tuấn Anh. Pha phòng ngự tỉnh táo. Trước những trận cầu lớn, trọng tài luôn là tâm điểm chú ý. Và đúng là như vậy, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi của trọng tài đôi khi cũng phá hỏng một trận cầu hấp dẫn. Saar. Lấy bóng rất đơn giản. Phillips.
các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Lukaku, Phillips, anh đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Richie James, Loftus-Cheek, Saw, Mason Mount. Chuyển vào trong. Click. Đường chuyền không tốt. Saw. Havertz. Mason Mount. Một thẻ vàng. Không quá bất ngờ khi trọng tài đã rút thẻ với tình huống phạm lỗi nguy hiểm như thế này. Rodrigo, Harrison, pha phản công, Havertz, Click. Sẽ có một tình huống ngắm biên. Tình huống chia bóng vào trong. Phản phá rất quyết liệt. Cầu thủ phòng ngự đã lấy bóng một cách khá dễ dàng. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Chuyền vào trong. Thủ môn đã bắt được bóng. Havertz. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Phối hợp khá đơn giản. Roberts. Không được rồi. Cơ hội để phản công. Rất nỗ lực. Có thể dứt điểm. Dứt điểm đi. Các cầu thủ đang tỏ ra rất nôn nóng để tìm kiếm bàn thắng. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Tuấn Anh. Một đường chuyền bóng dài. Roberts. Anh đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Fightback để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Chắc chắn 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội khách cũng sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Họ cần phải thi đấu cầm tiền và cần sự tỏa sáng bởi những quả bóng sáng tạo hơn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Rất nỗ lực. Cơ hội. Vào. Hàng thủ đã chơi không tốt trong tình huống vừa rồi. Rất gọn gàng và chính xác. Mặc dù sở hữu khá nhiều những cầu thủ chất lượng nơi tuyến phòng ngự, nhưng họ vẫn để lộ những khe hở chết người. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Với những con người như thế này thì họ có thể phát huy hơn nữa những tình huống bật nhả trung lộ và sau đó tìm giải pháp bằng những cú sút xa. Koch. Sẽ có một tình huống ném biên. Koch. Lukaku đọc tình huống rất tốt.
Một pha phạm lỗi. Góc sút là khá rộng và có thể nói đây là tình huống khá nguy hiểm. Chuyền vào. Tuấn Anh. Phòng ngự rất chắc chắn. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi K cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Flypatch, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Flypatch sẽ độc quyền giải đấu này. Tiếp tục là một quả phân cấp. Chia bóng của Trọng. Pha dứt điểm không tốt. Tuấn Anh. Giỏi. Chuyền bóng tốt. Giữ bóng rất tốt. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Pha phối hợp không thành công. Cơ hội. Chuyền vào trong. Như vậy là cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Đó là một kết quả của một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn và xử lý cá nhân rất hay. Trong những năm gần đây, trường phái bóng đá thế giới có nhiều sự thay đổi khi mà mẫu cầu thủ số 9, số 10 đơn thuần ít có đất dụng võ mà thay vào đó là mẫu tiền đạo ảo có thể lui về đá sâu để hỗ trợ cho tuyến giữa. Không được. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Bên truyền về cho thủ môn. Phối hợp khá đơn giản. Harrison. Llorente. Rất bình tĩnh. Zayek. Richie James. Đường chuyền chuẩn xác. Đường chập khe. Với những con người như thế này thì họ có thể phát huy hơn nữa những tình huống bật nhả trung lộ và sau đó tìm giải pháp bằng những cú sút xa. Roberts. Cliff. Kovacic. Mason Mount. Roberts. Kante. Với một thế trận như thế này thì đội chủ nhà sẽ rất khó để có thể áp đặt được lối chơi theo cách mình muốn khi mà đội khách đang chơi quá kín kẽ và kỷ luật. Pha phản công. Như vậy là đã có tình huống va chạm giữa các cầu thủ. Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Chuyền vào trong. Sai. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình. Kovacic. Kante. Cơ hội để phản công.
Nhìn cái cách thi đấu của cả hai đội, chúng ta có thể thấy được thể lực của các cầu thủ đang suy giảm nghiêm trọng. Kante quá đơn độc. Dallas. Lukaku. Roberts. Harrison. Harrison. Không được. Mason Mount. Rất nỗ lực. Không được. Chuyển vào trong. Dứt điểm đi. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quay Bách để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.